đừng cố gắng chứng minh là mình giỏi nhất. Charlie Munger đã từng nói, người thông minh nhất là người có thể phân biệt được ai thông minh hơn mình. Trong tâm lý học thì có một hiệu ứng mang tên là ánh đèn sân khấu. Nếu tất cả ánh sáng đều tập trung vào bạn, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên tối đen. Chính vì thế, khi bạn không phải là người sáng chói nhất, thì với sự trợ giúp của ánh đèn, bạn có thể nhìn rõ xung quanh, khám phá ra giá trị của chính bạn và mọi người. Những người thức tỉnh theo cách này sẽ không muốn tìm kiếm cảm giác vượt trội hơn người khác, cũng không cần phải ghen tức với người khác giỏi hơn mình. Thay vào đó, họ vui vẻ mà bước vào một môi trường có những người tài giỏi để so sánh những thiếu sót của bản thân và biến khoảng cách thành động lực để tiến bộ. Cái phúc lớn nhất trong đời người lại chính là gặp được một người hơn mình. Môi trường phát triển tốt nhất là cho phép bạn khám phá ra những thiếu sót của bản thân. Vì thế, đừng bao giờ cố gắng chứng minh mình là người giỏi nhất trong một môi trường mà bạn đang học hay là làm việc.